Xin chào tất cả mọi người, mình là Lê Công Vinh. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh sản phẩm của Panasonic. Quạt trần là thiết bị có nhiều tính năng nổi bật để người tiêu dùng lựa chọn và là thiết bị làm mát không thể thiếu trong mỗi căn phòng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách lắp đặt quạt trần sao cho đúng kỹ thuật và an toàn. Thì hôm nay, mình xin giới thiệu và hướng dẫn các bạn cách lắp quạt trần sao cho đúng cách. Trên đây là chiếc quạt trần F60VWK thương hiệu Panasonic. Giờ chúng ta cùng xem sản phẩm quạt trần này có những tính năng nổi trội gì. Quạt trần F60VWK S, sản phẩm đạt chất lượng cao, được sản xuất theo công nghệ Nhật Bản, 3 cấp độ an toàn: khóa cánh an toàn, dây an toàn, công tắc an toàn. Chức năng tạo gió tự nhiên 1/F, UVRI, chế độ gió theo nhịp sinh học lúc ngủ. Thiết kế cánh quạt 3D cho luồng gió mạnh mẽ và êm ái hơn. Cánh quạt làm bằng vật liệu PVC cho độ bền cao. 7 cấp độ gió, lưu lượng gió 220 m³ trên phút. 8 chế độ hẹn giờ, từ 1 giờ tới 8 giờ, điều khiển từ xa với màn hình LCD. Trong những ngày hè nóng nực như thế này, quạt trần sẽ là giải pháp để giảm nhiệt độ căn phòng nhanh chóng. Không những thế, quạt Panasonic với cánh quạt rộng sẽ tạo ra làn gió mát dịu, nhẹ nhàng, lan tỏa khắp căn phòng. Bây giờ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt quạt trần. Đầu tiên, chúng ta cần chuẩn bị các dụng cụ cần thiết sau: găng tay bảo hộ, bút thử điện, thước đo, tu vít, thang, kìm cắt, cờ lê 13. Tuân thủ điều kiện lao động an toàn, ngắt điện trước khi tiến hành thao tác. Thao tác lắp đặt quạt trần khá đơn giản. Bây giờ tôi sẽ đi vào chi tiết cụ thể như sau. Bước 1, đầu tiên bạn treo quạt lên bu li của móc treo. Bước 2, tiếp đến lắp cánh quạt vào mua tưa. Lắp cánh quạt vào vị trí ốc có sẵn. Để ốc cho vuông góc trước khi vặn vô. Khoảng cách từ mũi cánh đến tường phải lớn hơn 1 m. Khoảng cách từ cánh đến sàn phải lớn hơn 2,5 m. Khoảng cách từ mũi cánh đến trần phải lớn hơn 30 cm. Lắp ti quạt sao cho gờ công tắc trên ti quạt ép sát vào chốt công tắc an toàn. Bước 3, kết nối dây điện vào dây nguồn của quạt. Bước 4, lắp dây an toàn. Bước 5, tiếp tục lắp ốp thanh ti, dùng vít ba ke để mở ốp ra và lắp vào ti của quạt ở vị trí công tắc an toàn. Bước 6, cuối cùng, kiểm tra lại một lần tổng thể trước khi bạn cắm nguồn điện cho quạt vận hành để kiểm tra xem quạt chạy có trơn tru không. Lưu ý khi lắp đặt quạt trần. Khi sử dụng quạt trần Panasonic, chúng ta cần có những lưu ý sau: luôn tuân thủ điều kiện lao động an toàn, ngắt điện trước khi tiến hành lắp đặt. Không được sử dụng dimmer đối với quạt trần Panasonic. Không gian khu vực phía trên phạm vi cánh quạt phải đảm bảo phẳng đều, đối xứng và không có vật cản. Khoảng cách giữa các quạt với nhau phải cách nhau ít nhất 3 m. Bạn cần đảm bảo sao cho phần kết nối giữa quạt và bề mặt trần nhà giữ được độ chắc chắn cần thiết để tránh quạt bị rơi hoặc gây ra tiếng ồn. Trong trường hợp bạn đã thực hiện đầy đủ các bước nêu trên nhưng quạt không vận hành, vui lòng gọi cho trung tâm bảo hành của Panasonic để được hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Nếu sản phẩm bị lỗi, tùy theo thời hạn bảo hành mà bạn có thể được đổi sản phẩm, sửa miễn phí hoặc tính phí với mức phí phù hợp. Vậy là chúng ta đã hoàn thành việc lắp đặt quạt trần F60VWK thương hiệu Panasonic. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video hướng dẫn kỹ thuật tiếp theo. Panasonic. A better life, a better world.